Sự việc diễn ra khi mới đây trên trang cá nhân của Huỳnh Phương đã thu hút sự quan tâm cực lớn từ cư dân mạng khi đăng tải chia sẻ than thở về chuyện thuê mặt bằng kinh doanh đắt đỏ mùa dịch. Theo nam diễn viên cho biết thì hiện anh đang thuê 4 căn nhà với tổng trị giá 440 triệu đồng để phục vụ cho việc kinh doanh. Tuy nhiên giữa lúc mọi hoạt động đình trệ vì tình hình dịch bệnh như hiện nay, anh đang phải gồng gánh rất nhiều trong vấn đề trả tiền thuê mặt bằng. Mặc dù đã có hai chủ thuê đồng ý giảm 50% tiền mặt bằng, nhưng hai chủ còn lại có giá thuê cả 100 triệu đồng một tháng lại không chấp nhận giảm giá thuê. Sự việc này đã khiến Huỳnh Phương rất mệt mỏi, nhanh chóng than thở trên mạng xã hội. Thế đấy, tấm lòng con người không tỷ lệ thuận với sự giàu có của họ. Vậy nhưng, thay vì nhận được sự đồng cảm từ công chúng, nam diễn viên lại bị phản ứng lại khá gay gắt. Nhiều khán giả cho rằng việc Huỳnh Phương đăng đàn trách móc chủ thuê là không hợp lý khi chính họ cũng đang làm ăn kinh doanh, gặp khó khăn giữa mùa dịch. Trước phản ứng của cư dân mạng, Huỳnh Phương đã mau chóng lên tiếng đáp trả và khẳng định mọi chia sẻ của anh đều không sai. Ở đây không phải chuyện làm ăn lời lỗ mà là trường hợp bất khả kháng phải dừng kinh doanh. Nếu đúng hợp đồng thì có quyền không thanh toán luôn, nhưng tiền không đáng để cãi nhau, quan trọng cái tình thôi. Ngoài ra anh còn trích điều luật bất khả kháng trong hợp đồng kinh doanh để giải thích cho nỗi trăn trở của mình. Tuy nhiên đến hiện tại, không ít netizen vẫn đưa ra ý kiến trái chiều, chĩa mũi dùi vào Huỳnh Phương và câu chuyện này vẫn đang tranh cãi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Buzz News của ngày hôm nay. Đừng quên like, share cũng như là subscribe kênh YouTube Buzz TV để cập nhật những thông tin thú vị hơn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.